Mỹ Phước Thành ở trên thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp nha. Mỹ Phước Thành. Bữa nay đi thử vô đây coi phong cảnh như vậy, thức ăn như thế nào. Chưa đi lần nào á. Ừ. Hỏi coi xe đâu đâu. Sang nào vô quẹo phải. Này bên này tắt rồi. Ồ, nhìn thơ mộng quá. Đông lắm. Ồ, đông. Ừ. Này chắc local người thành phố mà. Này người ở local nhiều á. Rồi. Đông ha. Ok. Quang Phú hôm nay đội trưởng Quang Phú dẫn cho mình đi du lịch chỗ thành phố mới. Quá ngàn mới rồi chứ. À, đi vô bán đồ lưu niệm hả? Đi. Mua gì? Chào dừa hả? Để chụp hình tôi coi coi. Nè nè. Mấy? Có hồ lô biến gì đó lắm nha. Cái này bán thiếu gì? Đó. Cái bình trà nó có cái bình trong đây luôn nè. Hai trăm tám một bộ. Bộ có trà luôn mà. Ủa, ê, cái củ gì vậy? Đinh lăng. Đinh lăng hả? Này bự đó nè. Trời ơi. Cái khu này gọi là Mỹ Phước Thành. Cái khu này người ta làm những cái chòi trên những cánh đồng lúa, cánh đồng sen. Cái đi hơi xa nha. Hả? Cái gì? Cái này mà mắc là đi hơi xa ấy nha. Đi xa hả? Đâu có sao. Ê, ra ngoài đó đó. Ra ngoài cái tum đó đó nó mới đẹp. Ra cái tum giữa đó. Cái này cũng được. Rồi ngồi đi. Bỏ ngoài chứ. Cái khúc bên đây người ta mới xả lúa. Mình nghĩ lúa trên này là người ta để làm cảnh thôi, chứ nó không có thu nhập bằng cái công việc bán đồ ăn thức uống đâu. Nay mình đi buổi tối, bé Quyên mất đi học, vợ mình cũng không được khỏe, cho nên là mình chỉ đi một mình với mấy anh em họ thôi. Đây người ta làm mấy cầu gỗ. Rồi mời mọi người vào chòi nha. Chòi này thì cái khung bằng sắt kết hợp với lại tre với lại cây gỗ với lại lá. Đây là con ốc nè. Lúa này là trồng để làm cảnh thôi, chứ thu nhập đâu không bằng. Không bằng kinh doanh nè. Ôi trời ơi, cái vỏ ốc. Chứ khô gan mà. Này có chuột không đó? Trên Đồng Tháp này chuột nhiều lắm á. Cái ghìn các bạn ra đây bên đây nó đổ gì hết trơn rồi. Đi các bạn để đây không? Cái đó bên nhà dân em không biết nữa. Ghe chảy xong mà. Bơm nước á. Bơm nước hả? Ốc ấy mày. Ốc gì? Ốc ấy là ốc gì? Ốc gác bếp. Ốc gác bếp. Làm gì? Ốc gác bếp làm gì? Ốc gác bếp em hết hàng rồi. Hết hàng rồi. Bếp. Đâu? Gác không nổi à? Chạy từ Vĩnh Long qua đây là chỉ mong mong nước thôi đó. Bữa này về tao làm cho ăn. Quay lưu, chuột đồng quay lưu. Ngon á. Rồi món nào quay lưu hả? Ờ, chuột đồng quay lưu ngon á. Là kêu cái là mấy con? Một con là... Ba con đi, người nữa con. Ba con đi, rồi ba con.
quay luôn ngon hả? À. Thôi vậy kêu 4 con đi. 4 con gà chuột quay lưu. Rồi rồi ốc ốc hả? Hay là ốc 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 ốc. Xong rồi lươn gắn ốc mấy đồ đồng. Cái gì vậy? Cá thì bên đây có cá lóc, cá tầm, cá lăng, cá chỉnh nấu. Còn cá kèo, cá bông mú. Kèo là gì? Lươn ớt. Ớt chiên nước mắm hả? Vịt xiêm. Vịt trời. Ủa sao còn vịt xiêm nó mắc hơn vịt trời vậy? Vịt xiêm con. Con nó bự hơn vịt trời con nhỏ xíu à. Gà ta thả đường. Nè vịt trời ăn thịt nó ngon hơn. Ê cái gì đây? Cá hô hả? Quá trời trời món luôn ha. Cá hô. Bây giờ chọn món xong rồi mình đi tham quan. Nay trời cũng thấy được trăng nè. Đây là xung quanh là cánh đồng lúa, muỗi nó hơi nhiều. Trong chòi mình thắp nhang muỗi. Ở giữa thành phố mà có một khu đồng lúa ăn uống. Đây có mấy cái bạn ăn mà làm giống chiếc tàu, chiếc xuồng ba lá. Có bánh chuối nè. Bánh chuối, bánh đúc gần. Ủa, có ăn chuối không? Bánh nào không? Không. Dĩa này như vậy? Bánh chuối nhiêu trái vậy em? Dạ, trái nhất. Bánh chuối. Lâu lắm rồi không ăn kem chuối á. Không, không ăn. Ủa sao vậy? Mày ăn không? Chắc cái mua đưa cái rồi. Nhỏ quá hả? Ừ. Mà đi không biết ngồi chỗ nào á. Tối hôm nay diễn chạy. Đâu có xuống nhà đâu. Con là mày vô điện thoại mất tiền rồi. Hả? Nghĩa này nhiều quá không biết nhiêu tiền. Ây da. Ây da. Nóng. Ây da. Ây da. Sao lại không đưa cái chén vô? Đâu có nghĩ nó nóng gì vậy? Gắt đi. Này áo hấp tiêu hả? Hấp tiêu. Hấp tiêu đâu vậy mà. Này nè. Rụt tiêu. Tiêu nè, còn nóng. Cái đó là gì nữa vậy? Chào. Muối ớt. Cái đó là gì? Muối ớt đỏ. Muối ớt đỏ hả? Cho em cái, cho em cái đấy. Ừ, trời ơi, mình thiếu. Ôi giời, ấy. Nãy để nè. Nó cứng. Xoay vòng vòng vậy nè. Bánh này không được. Bánh này cũng ngon. Ừm, đúng không? Bánh ngon làm gì vậy? Bánh gì? Bánh chuối. Bánh thử coi.
bánh tím ăn cái này biết làm ăn gì không? Bột năng nhiều nó trong nè, ở nhà là bột. Làm nhà vừa, bột gạo. Vừa ăn lắm. Nhà bột gạo nhiều. Mày ăn nước cốt dừa ăn được. Còn bánh nhỏ nhỏ này là bánh gì ta? Không biết. Bánh mày ăn thấy sao? Cũng thấy giòn giòn á, thấy sao? Giòn giòn sao? Giống như bánh tằm. Như bột năng vậy đó. Bỏ vô đi, chích chín đi, đậy nắp lại. Còn cái dao đó để mình hòm ăn hả? Mình bỏ sao hả? Hay bỏ vô luôn? Bỏ vô luôn đi, đậy nắp lại luôn. Rồi chờ cho nấu nấu nhừ rồi múc ăn. Nấu nhừ hả? Nấu mày này hay nhừ hả? Chặt khúc nấu nhừ. Cá hú, thịt ba rồi, kho. Ủa, bộ ngon à. Cơm đi, bới cơm ăn đi. Được hai con này. 14 được. Con. Nữa không? Con này nó già quá rồi. Nó luôn à. Ăn trước. Ăn cám mà mày bỏ cái bụng nó béo nhất rồi mày không bỏ. Nhanh. Okay. Ủa, không ăn nữa. Ăn trước đi. Từ từ hỏi cơm kìa. Đây. Trời đang đây ẹt mà nãy giờ chưa ăn hoài. Cái mẹ này chấm gì ta? Người chạy đạp cái gì bấm điện thoại luôn không? Tiếng lên trả tiếp không? Đừng không mở. Ừ, đâu có gì đâu. Giờ chút đây. Để đây 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 tôi múc. Phải bị gồm. Dĩa cơm cấp tốc. Chuột quay lưu ra làm sao như thế nào à. Hết nói lên lời luôn rồi. Ăn gì có chấm gì không ngon chấm muối tiêu chanh gì không gì có muối ớt nè có muối ớt chanh nè không có muối chanh nè đâu phải diễn giải giống ngon thôi hả à? Đơn giản vậy hả để coi bây giờ mình lo ăn quá giờ mình nói ngon thôi mình ăn tiếp chứ giờ mình chuyển giải nó ngủ rồi cái vàng của nhà nó biết gọi điện thoại rồi cái gì cơm hả nó giòn cái da mà nó giòn thịt bên trong nó mềm thơm ăn chuột đi ăn cơm này rồi. Nè ăn với rau này ngọt không? Ăn với rau găm á. Chuột ưa ăn với rau găm. Này rau gì ta? Tiết tô hả? Tiết tô. Tiết tô với rau thơm. Chấm cái gì vậy? Còn hơi giúp giá nữa mà. Chấm muối ớt đỏ đúng không? Ừ. Đây có rồi. Đây có. Rồi mình chấm muối ớt đỏ thử. Giòn, da quá vậy giòn luôn. Ừ, thơm. Đói rồi nó thơm rồi mũi. Em không ăn cái nó không ngon mà ăn cái nó ngon vậy cái này chuột đồng nha chứ chuột đồng chuột dừa đâu á chứ mà chuột mấy chuột kia là vó tay nha thôi chuột kia không dám ăn à người ta quay cái da nó giòn luôn nè
bông da cớm luôn. Chuột đồng ăn tại chấm đồng. Không, cái này chuột đồng, cái này là mình đặt xong người ta ra đồng người ta bắt lên người ta mới làm chứ. Đúng rồi, cái chuồng người ta rộng ngoài đồng. Bởi vì món này ra cuối mày. Mình kêu cái người ta mới bắt đầu người ta làm. Thịt này ăn nó ngọt hơn là thịt thịt nãy nó kêu ngâm cháo con này, ngày nó cả. Không nghe, không nghe. Rồi, ăn miếng thôi. Đó thiệt. Ăn với vậy. No hay ngồi. Ngồi ăn cục người ta đang đây rồi người ta hết rồi. Nó dài lắm. Đây. Sáng đây ăn bữa cơm kêu thêm một dĩa cơ thịt rồi nè. Giống như cái giống như cái lá sách. Cái chỗ mà cái lòng á, giống như cái lòng bò, lòng lòng dê đó hả? Dài dài. Thôi được rồi, ngồi tay lại. Được rồi, ngồi xuống đi. Mày như là cá giờ nó mới chín thiệt tình nè, nãy nó mới chín tái gì vậy? Cá hả? Ừ. Đâu mày chín rồi, cá mềm nhanh mà. Giờ nó mới mềm nè. Giờ nó mới mềm nè. Đồ dai dai ngon cứ rồi mày ăn mày cắm đúng rồi, cá chút cho chú hả? Nãy nó mới chín tái à. Vậy cũng ngon rồi. Nãy quất hết trơn khen ngon. Xử tội. Ê, thơm đó. Ờ, cũng thơm. Thơm lắm. Thơm mùi gạo mày. Mùi gạo hả? Ừ. Mùi gạo á. Phía bên đây, phía trong cánh đồng đó, mình có thể đi ban ngày, mình đi bằng chiếc chẹt này nè. Mình đi vô trong, rộng lắm ở trong kia. Chừng chìm xuồng đó nha. Chìm gì nó? Cuối một con đường lại mở ra một con đường. Xí sen, xí sợ sen. Ồ, xí sen làm bự ha. Để cho. Ê. Tưởng là nó mọc lại, sen đang mọc. Đường này cũng nhìn nên thơ quá nè. Có cái hồ nè, bên tay trái nè. Nhìn này giống hồ này là hồ than thở hay là đồ hồ hồ tâu hồ gì đây? Này hồ này hồ than thở. Cái nào lại hết than thở rồi, đẹp đẹp quá mà than thở gì? Hồ này hồ trồng sen. Wow. Quốc mùa màng quay xe nóng lạnh. 180 độ. Quay cái kiểu đó cái người á bọc sau lưng bả mới khổ. Quay trái chút xíu có công viên bên tay phải. Ê đâu đâu. Giờ ghé quán mua nước uống. Cái ly là lá lục bình hả? Gặm này ghê ghê, có khi nào nó đứt không? Đứt lục bình không? Ủa cái này là dây gì ta? Đây có bán máy bán nước tự động. Đây là một cái công viên. Cái ly này là ly giấy. Ở trên cái quay sách là làm bằng cái lá lục bình. Cái ống hút thì là bằng tre hay gì đó.
tre trúc gì đó. Trong là trà sen, có một cái lá, một cái bông sen. À, cũng rất là thú vị, bảo vệ môi trường. Còn cái nắp thì bằng nhựa thôi. Đâu có nhiều tiền hướng đâu.